nước Việt Nam với đầy đủ 4 loại hình báo chí, phát sóng 13 thứ tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam và 12 ngôn ngữ trên thế giới. Đài Tiếng Nói Việt Nam là một điển hình về phát triển phát thanh trong đa dạng. Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là đơn vị tiên phong trong việc đổi mới, hiện đại hóa các phương tiện truyền thông nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của công chúng trong kỷ nguyên thông tin số. Các kênh phát thanh của đài chú trọng xây dựng nhiều chương trình chất lượng cao, có nội dung mở, tăng tính tương tác nhằm thu hút sự tham gia của công chúng, đặc biệt là các thính giả trẻ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe một trong những bài hát hay viết về Đài Tiếng Nói Việt Nam, ca ngợi những người phát thanh, ca khúc Tự hào Tiếng Nói Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, thơ Vũ Hiền, qua phần trình bày của Hợp ca Nam Nữ, nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam. As the heart of the heart of man. Hear the voice of Vietnam, glory in history, sounding still matters, echoing people. Raise the voice of Vietnam, always here and again, reaching all corners, just as far as nói Việt Nam trang nghiêm mà thân thường, là hồn thiêng dân tộc, là nguyên thủy núi rừng. Đây tiếng nói Việt Nam
hồng hoa năm tháng âm vang lời tổ quốc mang nghĩa đảng tình dân. Đại tiếng nói Việt Nam đến mọi nơi xa gần, mãi vươn dài cánh sông hát quốc ca mùa xuân. Đại tiếng nói Việt Nam niềm tin yêu vô cùng, tự hào vì nơi đây đây tiếng nói Việt Nam. With the voice of Vietnam, solemn and dear reads, as a shore of nation, as the heart of land. Hear the voice of Vietnam, glorious in his story, sorry statements echoing people. Hear the voice of Vietnam, always dear and near, reaching all corners, past the shores of sea. Tiếp nối chương trình là thông tin, sau Mai Khánh Ly chuyên cảm hứng cho thế hệ Gen Z tình yêu đảng với ca khúc Có Đảng Sáng Soi Vững Bước Ta Đi. Đây là sự kết hợp của một tập thể trẻ, nhiệt huyết, đầy năng lượng, thể hiện tình yêu đất nước bằng